Xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi 69, Bối Chu Dịch, Quản Lộ Biết Cơ. Đánh Tào Mang, 5 người tử tiết. Lại nói khi ấy Tào Tháo thấy trong cơn gió to, trời tối sầm lại, những thây xác đứng cả dậy, khiếp sợ ngã lăn xuống đất. Một lát, gió yên, những người đó biến đi đâu mất cả. Tả Hữu Vực Tháo về cung, từ đấy Tháo kinh hãi thành bệnh. Người sau có thơ khen rằng Tả Tử rằng: gửi gió tung mây khắp mọi nơi, độn hình biến phép thỏa lòng vui. Khéo bày những thuật thần tiên lạ, dạy Tháo nghe, ghẹo Tháo chơi. Tào Tháo mắc bệnh, chữa thuốc mãi không khỏi. Có quan thái sử thừa là Hứa Chi từ Hứa Xương đến ra mắt. Tháo sai Chi Bối Dịch xem lành dữ làm sao. Chi thưa: đại vương có nghe tiếng Quản Lộ xem bối hay như thần hay không? Tháo nói: ta cũng có biết tiếng, nhưng chưa biết nghề nghiệp y thế nào. Người thử kể rõ cho ta nghe. Chi thưa: Quản Lộ tên tự là Công Minh, người ở Bình Nguyên, hình dung xấu xa, tính khí bồng lông, hay rượu. Cha y làm quan trưởng ở làng Tứ Kỳ, quận Lương Gia. Y từ thuở nhỏ thường hay ngẩng mặt lên trời xem các vì sao, hàm xem không ngủ, cha mẹ cấm cũng không được. Y thường nói: gà nhà chim đồng còn biết thời tiết, huống chi là người. Thuở bé, chơi đùa với trẻ hàng xóm hay vẽ xuống đất làm thiên văn, chia bày ra chỗ thì mặt trăng, chỗ thì mặt trời, chỗ thì sao nọ sao kia. Vừa lớn lên, học sách Chu Dịch, hiểu được hết nghĩa thâm thúy, nhìn chiều gió mà biết điềm tốt xấu, và xem số tướng cũng thân tình lắm. Quan thái thú ở Quả An Lượng Gia là Đỗ Tử Xuân nghe tiếng, mời Lộ đến chơi. Bây giờ trong đám khách hơn 100 người, toàn là tay giỏi mồm mép cả. Lộ nói với Tử Xuân rằng: tôi còn ít tuổi, khí trong quả mật chưa vững, vậy xin 3 tháng rượu ngon, uống rồi nói dịch được với khách. Tử Xuân lấy làm kỳ dị, liền cho uống rượu. Lộ uống xong, hỏi rằng: những vị muốn đối lời với tôi có phải là khách của phủ quân kia không? Tử Xuân nói: chỉ ta với ngươi mở cờ đánh trống đối địch với nhau thôi. Nói đoạn, hai người bàn luận về nghĩa lý kinh dịch. Lộ bàn nói rắn rỏi, lời nào cũng sâu sắc. Tử Xuân hỏi căn hỏi vạn, lôi đối đáp như nước chảy. Từ sáng đến chiều, không tưởng gì đến ăn uống. Tử Xuân và bọn khách ai cũng chịu là giỏi. Bởi thế Lộ nổi tiếng, thiên hạ gọi là thần đồng. Về sau, có kẻ thường dân là Quách An, 3 anh em cùng phải bệnh thọt chân, mời Lộ đến xem bối. Lộ nói, nhà ngươi có một ngôi mộ, thay trong mộ nếu không phải bác thì là thiếm ngươi. Khi trước gặp năm mất mùa đói kém, ngươi vì vài thân gạo, đẩy người ấy xuống giếng, rồi lấy đá to đè vỡ cả đầu. Cái hồn ấy đau đớn, kêu oan với trời, cho nên anh em nhà người chịu quả báo, không sao cúng vái được đâu. Anh em Quách An khóc lóc chịu tội, quan thái thú ở An Bình là Vương Cơ biết Lộ tài bối, mời đến nhà chơi. Chợt có quan huyện Tín Đô cũng đến đấy. Quan huyện có người vợ thường hay nhức đầu, và có một con thường hay đau bụng, nhờ Lộ bối xem ra làm sao. Lộ nói, góc tây nhà có 2 cái tử thi đàn ông, một thây cầm mâu, một thây cầm cung tên, đầu ở trong vách, chân thò ra ngoài. Thây cầm mâu cốt đâm vào đầu cho nên nhức đầu, thây cầm cung tên bắn vào bụng cho nên đau bụng. Quan huyện sai đào đất sâu 8 thước, quả nhiên có 2 cái áo quan có cái mâu, một quan có cái cung bằng sừng và tên đã mục ruỗng. Lộ sai đem hài cốt ra ngoài thành 10 dặm mà chôn. Vợ con quan huyện từ đấy khỏi bệnh. Quan huyện quán đào là Gia Cát Nguyên, đổi đi làm thái thú ở Tân Hưng. Lộ đi tiễn, có tiếng đồn Lộ biết được cả những vật úp kín. Gia Cát Nguyên không tin mới lấy một cái trứng chim én, một tổ ong, một con nhện, bỏ vào 3 cái hộp, sai Lộ bối xem có biết không. Lộ gieo quẻ xong, trên mỗi một hộp viết 3 câu. Một là ngậm khí phải biến, thường ở góc nhà, sóng mái thành hình, lông cánh bay ra, đây hẳn là trứng chim én. Hai là
nhà cửa treo ngược, cửa nhỏ rất nhiều, chứa tinh đuôi độc, nếu thu mới nở, đây hẳn là tổ ong. Ba là chân dài nghêu ngao, nhã tơ giăng lưới, tìm lưới kiếm ăn, lợi về ban đêm, đây hẳn là con nhện. Cả đám ngồi đấy ai cũng giật mình. Trong làng có một bà lão mất trâu đang mổ ở bến Bắc Khê, đi tìm ngay thì hãy còn da thịt. Bà ta đến đó, quả nhiên có 7 người đang nấu thịt trâu ăn uống với nhau trong một cái nhà danh. Bà đi trình quan thái thú ở quận ấy là Lưu Mân, bắt gọn cả 7 người trị tội. Quan thái thú nhân đó hỏi bà lão tại sao bà biết. Bà ta liền kể chuyện quản lộ bối rối thư thân. Lưu Mân không tin, mới đến phủ lấy cái túi đựng ấn và một cái lông gà núi bỏ vào trong hộp, sai lộ bối. Lộ bối một cái, đoán rằng trong vuông ngoài tròn tỏa ra năm sắc, chứa vật báo giữ điều tính, khi dùng ra thì có phép tắc, đây hẳn là cái túi đựng ấn. Còn một cái đoán rằng trong núi có con chim hình như gấm, áo đỏ, lông cánh chỗ đen chỗ vàng, gáy không xa giờ, đấy hẳn là lông con gà rung. Lưu Mân thất kinh, chịu là giỏi, đãi làm khách quý hạng nhất. Một hôm lộ ra ngoài ô chơi, thấy một người tuổi trẻ đang cày dưới ruộng. Lộ đứng bên đường ngắm một lúc lâu rồi hỏi tên tuổi người ấy. Người ấy nói tên là Triệu Nhan, 19 tuổi. Nhan lại hỏi lại lộ, ta là quản lộ đây, thấy trong đám đông này người có tử khí, 3 ngày nữa tất chết, ta tiếc cho ngươi mặt mũi sáng sủa thế mà không được thọ. Triệu Nhan vội vàng về nhà thuật lại chuyện với cha. Cha thấy vậy, chạy theo tìm được quản lộ, khóc lại xuống đất mà nói rằng, xin mời ông về chơi cứu cho con tôi. Lộ nói, số trời đã thế, cứu làm sao được. Ông lão kêu lên rằng, tôi đã già rồi, chỉ có một đứa con này, xin ngài rủ lòng thương mà cứu cho. Triệu Nhan cũng khóc lóc xin cứu. Lộ thấy hai cha con thiết tha lắm, mới bảo Triệu Nhan rằng, ngươi về kiếm lấy một bình rượu ngon, một đĩa nem hưu, ngày mai đem vào trong núi Nam Sơn, tìm đến một gốc cây to, có 2 người ngồi đánh cờ trên tảng đá lớn. Một người ngoảnh mặt về phía nam, mặc áo bào đỏ, mặt mũi đẹp đẽ. Ngươi nên chờ lúc 2 người đánh cờ đang mê mải, thì quỳ dâng rượu và nem hưu lên. Đợi ăn uống xong, sẽ khóc mà cầu thọ, thì chắc là được sống lâu. Nhưng chớ có nói là ta xui. Ông lão giữ lộ ở lại chơi. Hôm sau, Triệu Nhan đem rượu và nem vào núi Nam Sơn, đi độ 5-6 dặm, quả nhiên thấy có 2 người ngồi trên tảng đá dưới gốc cây thông đánh cờ, không nhìn ra đến ngoài. Triệu Nhan quỳ dưới đất dâng nem rượu lên. 2 người đang ham đánh, thấy có rượu thì cứ uống hết nhẵn. Bây giờ Triệu Nhan mới lại xuống cầu thọ. 2 người giật mình. Người mặc áo đỏ nói rằng, đây hẳn là quản tử xui đây, nhưng chúng ta đã trót ăn của nó thì phải thương nó. Người mặc áo trắng bèn dở quyển sổ bên mình ra xem, rồi bảo với Triệu Nhan rằng, mày năm nay 19 tuổi, đáng chết, bây giờ tao thay chữ cửu vào chữ thập cho mày, thì mày sống lâu được 99 tuổi. Mày về bảo với quản lộ, từ đây không được tiết lộ thiên cơ ra nữa, nếu không chừa đi thì tất trời phạt. Người mặc áo đỏ cầm bút viết một chữ, rồi có một cơn gió thơm phương phức, 2 người hóa ra 2 con hạt trắng bay vút lên trời. Triệu Nhan về hỏi lại quản lộ, lộ nói, ông mặc áo đỏ là sao Nam Đẩu, ông mặc áo trắng là sao Bắc Đẩu. Triệu Nhan hỏi, tôi nghe Bắc Đẩu có 9 ngôi sao, ở đây có một người. Lộ nói, tan ra thành 9, hợp lại mà một. Bắc Đẩu thì chưa tử, Nam Đẩu thì chưa sinh, nay đã được thêm số sống lâu, ngươi không phải lo gì nữa. 2 cha con lại tạ. Từ bây giờ quản lộ cũng sợ tiết lộ thiên cơ, không dám bối lung tung nữa. Người ấy hiện đang ở Bình Nguyên, đại vương muốn biết việc hay dở, sao không chịu đến mà hỏi. Tháo mừng lắm, lập tức sai người đến Bình Nguyên mời quản lộ. Lộ đến, Tháo sai bối việc tả từ. Lộ nói, việc ấy chẳng qua là một phép ảo thuật, có việc gì mà phải lo. Tháo yên tâm,
từ đó dần dần khỏi bệnh, lại sai Quản Lộ mối việc thiên hạ. Lộ gieo quẻ xong, nói: Ba tám tung hoành, lợn vàng gặp hổ, mé nam núi Định Quân, tất gãy một cánh tay. Tháo lại sai bối xem mình truyền ngôi được dài hay ngắn. Lộ bối xong, nói: Trong cung sư tử, để yên thần vị, đạo phương đổi mới, con cháu rất quý, Tháo hỏi lại cho rõ. Lộ thưa rằng: Số trời mờ mịt, khó biết trước được, để nghiệm về sau thì khắc biết. Tháo muốn phong cho Lộ làm quan thái sư. Lộ nói: Tôi vốn mệnh bạc tướng cùng, không xứng chức ấy, tôi không dám nhận. Tháo hỏi duyên cớ làm sao. Lộ thưa rằng: Tướng tôi tráng không có chủ cốt, mắt không vững con ngươi, mũi không có sống cao, gót không có gân chắc, lưng không có chữ tam giáp, bụng không có chữ tam vương, chỉ trị được quỷ núi Thái Sơn, chớ không trị được người. Tháo lại hỏi: Ngươi thử xem tướng ta ra làm sao. Lộ nói: Ngồi cao trùm cả bộ nhân thần, cần gì phải xem tướng. Tháo hỏi gặn hai ba lần, Lộ chỉ cười, nhất định không nói. Tháo sai Lộ xem tướng cho các quan văn võ. Lộ nói: Các quan đều là những bài tôi đời Thái Bình cả. Tháo hỏi những việc hay dở, Lộ cũng không chịu nói hết. Người sau có thơ khen Quản Lộ rằng: Bình Nguyên Quản Lộ bậc anh tài, bắt đẩu nam thần tinh chẳng sai, tám quẻ sâu xa thần tính chẳng sai, sáu hào huyền bí xét cơ trời, xem người biết trước người không thỏ, nghĩ bụng hay rằng bụng có tài. Chỉ tiếc một nghề thần bốc ấy, sách đâu không để kế lâu dài. Tháo lại sai bối việc Đông Ngô và Tây Thục. Lộ gieo quẻ xong, nói: Đông Ngô mới mất một viên đại tướng, mà ở Tây Thục thì có quân xâm phạm vào cõi ta. Tháo chưa tin, chợt ở Hợp Phì có tin về báo rằng tướng Đông Ngô là Lỗ Túc giữ cửa ải Lục Khẩu mới mất. Tháo chịu cho là Lỗ bối giỏi, mới sai người vào Hán Trung dò la tin tức. Được mấy ngày, có tin về báo rằng Lưu Bị sai Trương Phi, Mã Siêu đóng đồn ở Hạ Biện, muốn cướp cửa ải của ta. Tháo giận lắm, muốn cất quân thân chinh vào Hán Trung, bèn sai Quản Lộ bối một quẻ. Lộ nói: Đại vương chớ nên khinh động vội, sang xuân Hứa Đô tất có hỏa tai. Tháo thấy Lộ nói lắm công nghiệm, cho nên chưa dám khinh động, bèn ở lại Nghiệp Quận, sai Tào Hồng dẫn 50,000 quân ra giúp Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp cùng giữ Đông Xuyên. Lại sai Hạ Hầu Uyên lĩnh 30,000 quân tùng phòng ở Hứa Đô để phòng việc bất trắc. Tháo lại cử trưởng sử là Vương Tất tổng đốc quân Mã Ngự Lâm. Chủ bà Tư Mã Ý nói: Vương Tất nghiện rượu, tính rộng rãi, e không kham nổi chức ấy. Tháo nói: Vương Tất là người theo ta trong lúc sông pha, trong gai gian khổ, trung thành lại chăm chỉ, lòng như sắt đá, thật xứng đáng lắm. Liên ủy cho Vương Tất đem quân Ngự Lâm đóng ngoài cửa Đông Hoa thành Hứa Xương. Bây giờ có một người họ Cảnh tên Kỷ, tự là Quý Hạnh, quê ở Lạc Dương, trước đã có làm quan huyện ở phủ thừa tướng, về sau được nhất làm thị trung thiếu phủ, cùng với quan Tư Trực là Vi Hoảng chơi thân lắm. Hai người thấy Tào Tháo tiến phong tước vương, xe đi áo mặc toàn dùng đồ thiên tử, trong bụng rất là bất bình. Năm Kiến An thứ 23, 218, tháng Giêng, mùa xuân, Cảnh Kỷ bàn với Vi Hoảng rằng: Giặc Tháo gian ác mỗi ngày một tệ hơn, sau này tất có việc cướp đoạt. Chúng ta là Tô nhà Hán, lẽ đâu quên Chúa mà giúp kẻ loạn thần. Vi Hoảng nói rằng: Tôi có người tâm phúc tên là Kim Vĩ, vốn là dòng dõi tướng nhà Hán Kim Nhật đến khi xưa, vẫn có bụng muốn trừ Tào Tháo, lại chơi rất thân với Vương Tất. Nếu được người ấy đồng mưu, thì chắc xong việc lớn. Cảnh Kỷ nói: Y đã chơi thân với Vương Tất thì sao chịu đồng tâm với ta? Vi Hoảng nói: Hãy thử đến chơi nói chuyện xem làm sao. Hai người bèn đến nhà Kim Vĩ. Vĩ ra tiếp vào hậu đường ngồi chơi. Hoảng nói: Đức Vĩ cùng với Vương trưởng sử chơi thân lắm, hai chúng tôi lại cầu một việc. Vĩ hỏi:
các ông cầu việc gì? Hoảng nói, tôi nghe Ngụy Vương nay mai tất thay ngôi nhà Hán lên làm vua. Ông nói trưởng sử chắc được nhắc làm quan to, xin nhớ đến anh em mà dắt dìu nhau thì cảm ơn lắm. Vĩ nghe nói, phất tay áo đứng dậy, đầy tớ vừa bưng trà lên, Vĩ hất đổ cả xuống đất. Hoảng giả cách giật mình, nói, Đức Vĩ là cố nhân của ta, sao bạc đãi anh em thế? Vĩ nói, ta chơi với các ngươi, vì các ngươi là con cháu các triều thần nhà Hán. Nay không nghĩ đến báo ơn vua, lại muốn giúp quân phản tặc, ta còn mặt mũi nào chơi với các ngươi? Cảnh Kỵ nói, chúng tôi cũng biết thế là không phải, nhưng bất đắc dĩ phải theo đó thôi. Vĩ thấy nói càng giận lắm. Cảnh Kỵ, Vi Hoảng biết đích là Kim Vĩ có bụng trung nghĩa, mới đem tình thực ra bảo rằng, chúng tôi cốt muốn đánh giặc, đến đây để bàn chuyện với ngài, nhưng chưa biết bụng ngài thế nào nên chúng tôi nói thử đó. Vĩ nói, nhà ta đời đời làm tôi nhà Hán, đâu có chịu theo giặc. Các ông muốn giúp nhà Hán thì đã mẹo gì hay chưa? Hoảng nói, tuy là có lòng báo đền ơn nước, nhưng chưa có mẹo gì đánh giặc. Vĩ nói, ta muốn trước hãy giết Vương Tất, cướp lấy binh quyền, rồi kết với Lưu Hoàng Thúc Lâm ngoại ứng, mới có thể đồ được giặc Tháo. Hai người vỗ tay khen mẹo ấy là hay. Vĩ lại nói, ta có hai người tâm phúc, có thù vì Tháo đã giết cha họ, hiện ở ngoài thành, nên dùng làm vây cánh. Cảnh Kỷ hỏi là ai? Vĩ nói, còn quan Thái Y Cách Bình, trưởng là Cát Mạc, tự là Vân Nhiên, thứ là Cát Mục, tự là Tư. Nhiên, khi trước Tào Tháo vì việc Đổng Thừa, giết mất cha hai người ấy, hai người phải trốn tránh nơi xa, được thoát nạn. Nay đã lẻn về Hứa Đô, nếu bảo giúp ta đánh giặc nhất định nghe ngay. Cảnh Kỷ, Vi Hoảng mừng lắm. Kim Vĩ mật sai người mời hai anh em họ Cát. Một lát, hai người đến, Vĩ nói chuyện việc đánh Tào Tháo. Hai người căm tức, ứa nước mắt khóc, khí oán tức vùng vụt xông lên tận trời, thế giết giặc nước. Kim Vĩ nói, đến đêm hôm rằm tháng giêng, trong thành đốt đèn cực nhiều, vui chơi đêm nguyên tiêu. Cảnh Thiếu Phủ, Vi Tư Trực, hai ông nên đem gia đồng đánh đến trước dinh Vương Tất, xem lúc nào có hiệu lửa thì chia làm hai đường kéo vào. Giết xong Vương Tất, theo ta vào cung, mời thiên tử lên lầu Vũ Phượng, triệu trăm quan đến dụ việc đánh giặc. Hai anh em các Vân Nhiên thì ở ngoài thành đánh vào đốt lửa làm hiểu, reo gọi trăm họ để cùng giết giặc nước và chặn quân cứu viện ở trong thành. Khi nào thiên tử ban tờ chiếu an đâu đấy rồi, thì tiến binh kéo đến nghiệp quận bắt Tào Tháo, rồi lập tức cầm chiếu ra triệu Lưu Hoàng Thúc về. Hôm nay hẹn sẵn, đến canh hai đêm hôm ấy thì khởi sự, chớ có như Đổng Thừa mà mang vạ cho mình. Năm người nhìn lên trời thề thốt, uống máu ăn thề, rồi ai về nhà ấy, sắm sửa khí giới quân mã đợi lúc khởi sự. Cảnh Kỷ, Vi Hoàng mỗi người có 300-400 đầy tớ, cùng sắm sửa đồ khí giới. Anh em Cát Mạc cũng tụ tập được 300 người, dự bị sẵn sàng, nói dối là đi săn bắn. Kim Vĩ đến chơi trước nhà Vương Tất, nói rằng, hiện nay bốn bể hơi yên, Ngụy Vương uy khắp cả thiên hạ, nay gặp tiết nguyên tiêu, nên cho nhân dân đốt đèn vui chơi, để tỏ các khí tượng đời thái bình. Vương Tất cho là phải, cáo dụ nhân dân trong thành, chỗ nào cũng phải treo đèn, kết hoa để cho vui vẻ đêm nguyên tiêu. Đến đêm nguyên tiêu ấy, khí trời tạnh tẻ, trăng sao vằng vặc, khắp các phố phường đua nhau thả đèn hoa, kẻ đi người lại, vui vẻ chơi bời. Vương Tất cùng với các tướng ngự lâm uống rượu ăn yến ở trong dinh. Hết canh hai, bỗng nhiên trong dinh có tiếng hò reo, mé sau có lửa cháy. Vương Tất vội vàng chạy ra xem, thì đã thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng hò chém giết trầm trĩ, biết là có biến. Vội lên ngựa ra cửa nam, thì gặp ngay Cảnh Kỷ, bắn cho một phát tên, trúng vào bả vai, suýt lăn xuống ngựa. Tất bèn chạy về phía cửa tây, sau lưng có quân đuổi tới.
Vương Tất sợ hãi, bỏ ngựa đi bộ, chạy đến nhà Kim Vĩ gõ cửa. Nguyên Kim Vĩ một mặt sai người vào trong dinh đốt lửa, một mặt xuất lĩnh đầy tớ ra đánh, chỉ để vợ con ở nhà. Lúc ấy, vợ con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa của Vương Tất tưởng là Kim Vĩ trở về, liền hỏi ra rằng: "Đã giết được thằng Vương Tất rồi à?" Vương Tất giật mình, mới biết là Kim Vĩ cũng đồng mưu, bèn chạy tắt sang nhà Tào Hưu nói rằng: "Kim Vĩ, Cảnh Kỷ đồng mưu làm phản." Tào Hưu vội vàng nai nịch lên ngựa, dẫn hơn 1.000 quân vào trong thành đánh giặc. Trong thành bốn mặt lửa cháy, chém cả vào đến lầu Ngũ Phượng, vua phải lánh vào trong thâm cung. Tướng tá Tâm Phúc nhà Tào cố chết giữ lấy cửa cung, nghe thấy người trong thành reo lên rằng: "Giết cho sạch giặc Tào để phò nhà Hán." Nói về Hạ Hầu Đôn phục mệnh Tào Tháo, lĩnh 30.000 quân đóng đồn cách thành 5 dặm để tuân phong Hứa Đô. Đêm hôm ấy trông thấy trong thành lửa cháy, Đôn mới kéo đại quân về vây chặt lấy thành, sai một toán quân vào tiếp ứng cho Tào Hưu. Đánh nhau mãi đến sáng, bọn Cảnh Kỷ, Vi Hoảng không có người giúp đỡ. Chợt có tin báo Kim Vĩ cùng hai anh em ra cửa thành, thì quân Hạ Hầu Đôn bao vây và bắt sống, hơn 100 đầy tớ đều chết sạch. Hạ Hầu Đôn vào thành, dập tắt lửa, bắt hết cả họ hàng già trẻ năm nhà, sai người báo với Tào Tháo. Tháo truyền đem ra chợ chém hết, còn bao nhiêu quan lại lớn nhỏ trong triều đều bị bắt giải đến Nghiệp Quận để tra xét. Hạ Hầu Đôn ra lệnh điều Cảnh Kỷ, Vi Hoảng ra nơi hành hình. Cảnh Kỷ thét mắng rằng: "Tào A Man, tao sống không giết được mày, thì chết tao cũng làm con ma dữ để giết mày thôi." Quân sĩ lấy giáo xốc vào mồm Kỷ, máu chảy ròng ròng xuống đất. Kỷ mắng chửi hết hơi rồi chết. Vi Hoảng thì đập mãi xuống đất mà nói rằng: "Tức quá, tức quá." Đời sau có thơ khen hai người rằng: "Cảnh vì xứng đáng bậc danh hiền, đem nắm tay không chống cửa thiên. Hán nào ngờ cây đã cỗi, suối vàng tấm tức già trung kiên." Hạ Hầu Đôn chém hết họ hàng năm nhà, rồi giải các quan đến Nghiệp Quận. Tào Tháo cho dựng ở giá trường một lá cờ đỏ ở bên tả, một lá cờ trắng bên hữu, hạ lệnh rằng: "Bọn Cảnh Kỷ làm phản, phóng hỏa đốt Hứa Đô, chúng bay cũng có người ra cứu lửa, cũng có người đóng cửa không ra. Hễ ai chữa cháy thì đến đứng ở dưới lá cờ đỏ, ai không ra thì đứng dưới lá cờ trắng." Các quan nghĩ rằng chữa cháy tất không phải tội, bởi thế nhiều người chạy đến đứng trước lá cờ đỏ. Trong 3 phần chỉ có 1 phần đứng dưới cờ trắng. Tháo sai bắt hết cả những người đứng dưới cờ đỏ. Các quan kêu là không có tội. Tháo nói: "Bụng chúng bây giờ không phải là ra chữa cháy, kỳ thực là ra để giúp đó thôi." Liền sai điều cả ra cạnh sông Chương Hà chém tuốt, hơn 300 viên bị hại. Những người đứng dưới cờ trắng thì được Tháo thưởng cho và tha cho về Hứa Đô. Bây giờ Vương Tất đã bị thương mà chết, Tháo sai làm ma trong tống táng, rồi cho Tào Hữu tổng đốc cả quân Mã Ngự Lâm, Chung Cho làm tướng quốc, Hoa Hâm làm ngự sự đại phu, Trung Hầu 16 cấp, Ấn Bạc, Khao Thâm, Ngũ Đại Phu 15 cấp, Ấn Đồng, Thao Bụt Kim Tuyến. Định tước phong quan, triều đình lại đổi một loạt nhân vật. Tào Tháo bây giờ mới nhớ đến lời đoán trước của Quản Lộ, bèn trọng thưởng cho nhưng Lộ không chịu nhận. Lại nói Tào Hồng dẫn quân đến Hán Trung, sai Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên giữ nơi hiểm yếu, còn mình thì tiến ra cự địch. Bây giờ Trương Phi và Lôi Đồng giữ ở Ba Tây, quân Mã Siêu thì đến Hạ Biện. Siêu sai Ngô Lan làm tiên phong, đem quân đi do thám. Vừa gặp quân Tào Hồng đến, Ngô Lan muốn rút về, có nhà tướng là Nhâm Quỳ nói rằng: "Quân giặc mới đến, nếu không đánh cho đổ cái nhuệ khí của nó đi, thì mặt mũi nào về trông thấy Mã Mạnh Khởi nữa." Nói đoạn, vác giáo tế ngựa ra trận. Bên này, Tào Hồng cũng múa đao tế ngựa xông tới. Hai bên đánh nhau chưa được 3 hiệp, Nhâm Quỳ bị chém lăn xuống ngựa. Hồng thừa thế đuổi giết, Ngô Lan thua trong, chạy về ra mắt Mã Siêu.
Siêu giận mắng rằng: "Mi chưa có lệnh của ta, sao đã dám khinh địch để đến nỗi bị thua?" Ngô Lành nói: "Đó là Nhâm Quỳ không nghe lời tôi, cho nên mới thua như vậy." Mã Siêu nói: "Một mặt phải giữ vững cửa ải, không nên ra đánh nữa, một mặt phi báo về thành đô, đợi lệnh." Không thấy Mã Siêu luôn mấy hôm không ra, sợ có mẹo lửa gì chăng, liền dẫn quân về Nam Trịnh. Trương Cáp lại ra mắt Tào Hồng hỏi rằng: "Tướng quân đã chém được tướng giặc, sao lại rút lui?" Hồng nói: "Ta thấy Mã Siêu không ra, có mưu khác. Vả lại ta ở Nghiệp quận, Thần Bốc là Quảng Lộ có nói ở chỗ này tất tổn mất một đại tướng, ta ngờ lời đó, cho nên không dám khinh chiến." Trương Cáp cười nói rằng: "Tướng quân cầm quân đã nửa đời người, sau nay lại tin bó toán để xin nghi ra ngờ vực. Tôi tuy bất tài cũng xin đem quân mà đánh lấy Ba Tây. Nếu được Ba Tây thì lấy Thục quận cũng dễ như bỡn." Hồng nói: "Tướng giữ Ba Tây là Trương Phi, không phải tầm thường, chớ nên khinh địch." Trương Cáp nói: "Người ta đều sợ Trương Phi, tôi thì coi y như đứa con nít vậy. Phen này đi chắc bắt sống được y." Hồng nói: "Nếu sơ suất thì thế nào?" Cáp nói: "Xin chịu quân lệnh." Hồng Bác làm tờ cam đoan, Trương Cáp kéo quân đi. Rõ là tự cố kiêu binh nhiều thất bại, thói thường khinh địch ít thành công. Chưa biết được thua ra sao, mời xem hồi sau sẽ rõ.